hello, xin chào các bạn. À, cảm ơn các bạn đít về video của Nhận nha. À, thì trong clip ngày hôm nay Nhận lại cập nhật cho các bạn về những cái phiên bản màu mới nhất của dòng xe Amaz phiên bản của 2025. thì như các bạn đã biết á thì dòng xe Amaz hiện tại ở phiên bản mới này bao gồm là bốn phiên bản tiêu chuẩn cao cấp à, đặc biệt và phiên bản thể thao. nhưng màn hình các bạn đang xem á chính là phiên bản này là phiên bản à, tiêu chuẩn các bạn. với phiên bản tiêu chuẩn ở phiên bản của 2025 này chính à, chính là cái phiên bản màu đỏ đô. Và phiên bản của đời cũ của 2024 chính là phiên bản màu đỏ tươi các bạn. Ví dụ như phiên bản màu giống như phiên bản màu này các bạn. Và Honda hiện tại cũng đã bỏ phiên bản này rồi. Cho nên thì hiện tại các bạn mình có nhu cầu sử dụng hoặc là mình tham khảo thêm các phiên bản này thì mình phải đến ngay cửa hàng. À thì mình sẽ cập nhật về địa chỉ cửa hàng nhé Thì cửa hàng bên mình là Hòa Đức với số địa chỉ là số 50 Đường Hồng Vương khóm 6, phường 6, thành phố Sóc Trăng nhé bạn. Và số điện thoại liên hệ với những là qua số 0964 234 và một số điện thoại những có để, để, trên màn hình chính là số của bạn Quy. Mình có thể liên hệ là một trong hai số điện thoại để cái tư vấn ha. Thì quay 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 đề vấn đề chính á, thì đây là chính là dòng xe 125 à, của phiên bản của 2025 thì các bạn thấy phiên bản này á, thì nó sẽ à, đầy đủ màu hơn so với cái phiên bản cũ à, cũ 2024 ví dụ như phần mặt nạ của đời cũ chính là phần mặt nạ màu đen luôn ở bản này là mặt nạ màu đỏ luôn nó rất là giống với cái phiên bản của 160 mà phiên bản 2024 đó bạn nếu như các phiên phiên bản đời cũ á các bạn mình thích những cái phiên bản màu đỏ đậm các bạn hay gọi là màu nho á thì đây là phiên bản màu này để các các bạn mình có thể là mình chọn lựa luôn thay vì ở phiên bản đời cũ á mình phải đi sơn độ loại hoặc là mình đi dán đầy can để ra được màu này thì đây là đã có sẵn luôn nha các bạn thì lợi thế của dòng xe Alex 125 á, à, và 160 á chính là dòng xe tay ga và kiểu dáng là tay ga mà thể thao nha các bạn à, vô cùng mạnh mẽ với thiết kế đó các bạn hình tia sét đây các bạn với thiết kế hình là thiết kế tia sét ha nhìn thấy rất là mạnh mẽ và kế tiếp là đèn pha đèn pha là sử dụng là đèn pha led với hệ thống là đèn đôi nha các bạn sử dụng để bánh bóng đèn led thì ưu điểm của dòng đèn led này á các bạn mình đi vào những khu vực thiếu ánh sáng hoặc là những cung đường mà nhỏ hẹp thì dòng xe đèn led này nó sẽ gạt À, tăng cái độ tăng cường là ánh sáng rất là nhiều à, và ít tiêu hao bình điện năng luôn nha bạn và ở phiên bản mươi 2025 này á, thì nó có cái cái logo 125 vị trí này Tem này là tem dán các bạn, ở những cái phiên bản zin của Honda thường là sử dụng là tem dán thôi Không có sử dụng là tem sơn giống như phiên bản độ màu của bên cửa hàng Hòa Đức bên mình các bạn Và kế tiếp thì những sẽ chia sẻ thêm những cái ưu điểm vượt trội mà dòng xe Alex này Có thể là mang lại cho các bạn để các bạn mình có thể là xem để có thể mình có thể là tại cửa hàng bên mình luôn Hoặc là xem trên clip Thì đây chính là cái phần mặt đồng hồ của dòng xe này là mặt đồng hồ LCD full năm bản thì nó sẽ thể hiện tất cả những cái thông số rất là đô chút có là dễ nhìn mình có thể là xem à, đồng hồ hoặc là những cái à, quãng đường hay là à, báo xăng đầy đủ tất cả những cái thông số và ưu điểm của dòng xe 125 này mình sử dụng hệ thống khóa thông minh thì bao gồm 125 và 160 đều sử dụng là hệ thống khóa thông minh bao gồm những cái thông số à, cũng như là à, mở xe khóa xe tìm xe và chống trộm nó sử dụng bằng remote mót hết không còn cái phiên bản xóa chìa nữa các bạn thì những sẽ mở cho các bạn học đường đồ để các bạn mình có thể là mình tham khảo luôn thì với học đường đồ của dòng xe Alex này chính là học đường đồ cỡ lớn nha bạn mình sẽ để được rất là nhiều vật dụng ở đây ở đây thì những thấy là các bạn mình hay sử dụng công việc riêng của mình hoặc là mình sử dụng có đi tới công việc hoặc là có những cái công việc mà mình thấy rất là nhiều vật dụng thì có thể là hồng học đường đồ dòng xe Alex này có thể là đáp ứng được với hộp đựng đồ này mình sẽ có thể là hai à, ngăn để mình có thể là lựa chọn mình có thể là chia ra như thế này nè các bạn đó hoặc là mình có thể là tách ra như thế này để mình sử dụng với hộp đựng đồ này á, thì mình sẽ có một cái à, cổng sạc usb cổng sạc này thì mình có thể là ghim usb cho mình sử dụng luôn mình không cần phải chế gì hết và kế tiếp là một cái à, đèn soi nhé bạn đèn soi hộp đựng đồ luôn nè các bạn rồi thì dòng xe Alex á, kế tiếp á, là có cái phiên bản đặc biệt đây nè các bạn phiên bản này là chính là phiên bản đặc biệt của dòng xe Alas 125. Thì nếu như cái phiên bản đặc biệt của Alas 125 bản cũ là nó là màu đen nhám và hiện tại rất tiếc là các bạn ở phiên bản 2025 này thì Honda cũng đã bỏ mẫu cái phiên bản màu đen nhám rồi. Cho nên các bạn mình thích những phiên bản màu đen nhám thì cửa hàng bên mình vẫn còn những phiên bản màu đen nhám vẫn còn kịp để mình có thể là sở hữu những phiên bản mà Honda đã bỏ mẫu và hiện tại bản này chính là phiên bản đặc biệt của 125 nó rất là giống như phiên bản đặc biệt của 160 đó các bạn à, nhiều bạn hà gọi nhuận á, thì 125 với 160 phân biệt như thế nào đây nè các bạn 125 á, thì nhận gọi tạm đây là cái giống như là cái mão hay là các bạn hay gọi là kính chắn gió đó các bạn nó sẽ thấp hơn so với phiên bản 160 160 nó sẽ cao hơn như thế này đó các bạn thứ hai một cái điểm thân biệt nữa chính là cái hệ thống chống bó cứng phanh ABS ở phiên bản 125 hầu như tất cả các phiên bản đều sử dụng cái hệ thống khóa thường thôi các bạn à CBS thắng CBS ha. Thì ưu điểm của dòng thắng CBS này nó sẽ rút ngắn hành trình phanh. Các bạn mình à, sử dụng xe lỡ như mình có à, thắng gấp á, thì mình bóp một bên tay bên tay trái nó sẽ ăn cả bánh trước và bánh sau. Thì đây là cái ưu điểm của phanh à, CBS. Còn phanh à, ABS á, thì nó sẽ chống cường hợp ví dụ như là mình à, thắng gấp nó không có bị dính bánh. À, nó không có rút ngắn hành trình phanh. Tuy nhiên á, thì nó cơ chế thắng nhấp nhã thì các bạn mình sẽ an toàn hơn tí xíu ho so với bản của mình của phiên bản 160, phiên bản 125 ha rồi thì ở phiên bản màu này thì nó sẽ có những cái điểm thay đổi chẳng hạn như là sườn xe này các bạn nó có một thay đổi Ví dụ như phiên bản 160 đây là cái sườn là màu đen đây là phương bản phiên bản này nó sẽ thay đổi là màu vàng đồng nhé các bạn xanh nhám cực kỳ đẹp luôn nha các bạn mình thích những cái phiên bản màu này có thể là đến ngay cửa hàng để mình có thể là xem xe tại cửa hàng nhé các bạn thì về vấn đề chính thì nhiều sẽ cập nhật về giá của dòng xe Alex nha thì Alex á, thì hiện tại có nhiều phiên bản cũng như là nhiều giá Thì giá hôm nay nó chỉ từ là 42 triệu 990 ngàn thôi nha các bạn Thì khi mua xe á, thì nó có rất là nhiều chương trình khuyến mãi để cập nhật cho các bạn Chẳng hạn như đây nè các bạn Chương trình lọ hỗ trợ lãi sức 0.79% và nhận ngay cầu gốc Thì uh, Nhượng sẽ nói sơ về chương trình này Các bạn mình chỉ cần trả trước khoảng 20% giá trị xe nha các bạn 20% nó tương đương khoảng 8 triệu ngoài đến 9 triệu Phần còn lại thì các bạn mình sẽ được uh, tham gia phần trả góp và nhận luôn cầu bạc gốc thì duy nhất tại cửa hàng hòa đức mới có chương trình này các bạn vừa đã sức rẻ và nhận vừa nhận luôn cầu bạc gốc và kế tiếp á, là những sẽ chia sẻ về cái chương trình rất là lớn tại cửa hàng của mình Tân bừng hè sang gọn gàng ưu đãi thì với chương trình này các bạn mình sẽ được nhận ưu đãi lên đến là 3 triệu đồng bao gồm cả phiếu giảm giá phiếu mua hàng và phiếu kiểm trả xe miễn phí à, rất là nhiều chương trình đó và kế tiếp á, là về một cái chương trình là hỗ trợ dành cho các bạn mình có nhu cầu đổi xe thì với chương trình này á, thì các bạn mình phải có một dòng xe à, đời cũ mình không sử dụng Chẳng hạn như là xe 50 cũng được, xe khác hạn cũng được Như các bạn đã biết á, thì à, xe mình sử dụng lâu ngày vài tháng á, nó sẽ phát sinh những cái vấn đề Chẳng hạn như là à, hao hụt nhiên liệu nhiều quá hoặc là chi phí sửa chữa cao quá Thay vì các bạn mình cần phải đi à, sửa chữa lại nhưng mình cũng à, không có im lắm Thì thay vì vấn đề đó mình sẽ cân nhắc về việc mình đổi xe Thì với việc đổi xe này, cửa hàng sẽ hỗ trợ cho bạn là một trong hai chương trình khuyến mãi chính các bạn mình mua trả góp á, thì cửa hàng hỗ trợ cho các bạn về không phần trăm lãi suất thì chương trình không phần trăm lãi suất này á, thì à, duy nhất tại Hòa đức mới có bên ngoài chắc chắn sẽ không có nha các bạn và các bạn mình mua tiền mặt các cửa hàng sẽ hỗ trợ giảm cho các bạn là một triệu đồng nữa đây là chương trình đổi xe nha các bạn mình không rõ về chương trình nào cứ việc comment cái phần bình luận hoặc là alo ngay cho em nhận hoặc là em quy để tư vấn rõ hơn cho các bạn nha rồi cái phần cuối cùng chính là cái phần là giao xe tận nhà dành cho các bạn mình có nhu cầu sử dụng xe nhưng mà mình không có thời gian đến cửa hàng thì thay vào các bạn mình cần phải cửa hàng đến ngay cửa hàng để mình xem xe chọn xe và nhận xe à, các bạn thấy thủ tục sẽ nó sẽ khá lâu tuy nhiên á, thì cửa hàng bên mình đang có à, xu hướng hỗ trợ cho bạn về phần online các bạn mình chỉ cần gọi trực tiếp qua zalo để có thể là chốt xe online trên zalo và nhân viên bên mình sẽ giao trực tiếp đến nhà cho các bạn thì khi xe giao tới nhà rồi các bạn mình chỉ cần nhận xe là xong và phần còn lại á, sẽ được nhân viên mình tư vấn rõ về cái phần à, à, thời gian làm giấy tờ cũng như là à, thủ tục như thế nào. À, các bạn mình có nhu cầu thì alo cho cửa hàng nhé các bạn. Rồi những sẽ kết thúc à, clip báo về dòng xe Alex của 125 cũng như 160 tại cửa hàng. Các bạn mình có nhu cầu thì cứ à, việc đến ngay cửa hàng nha. Số địa chỉ là số 50 đường Hồng Vương, khóm 6 phường 6 thành phố Trân. Xin chào và cảm ơn các bạn đã xem clip ạ. À. Xin chào ạ. Và...